Vâng, thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào tại Thành phố Hồ Chí Minh lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận đến vậy. Chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày và không đủ điều kiện để kinh doanh cà phê giải khát kèm ăn sáng và thế là khởi tố. Trước sự bức xúc của dư luận về một vụ việc cực kỳ hy hữu trong lịch sử tố tụng, ngay trong sáng nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tiến hành họp báo. Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định việc xử lý hình sự ông Tấn là có cơ sở pháp lý, Công an huyện Bình Chánh không lạm quyền. Tuy nhiên, ông Minh cho vụ án này nhỏ xíu như cái móng tay. Cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh đã quá cứng nhắc, vội vàng. Vụ án này không phải là một cái vụ lớn, không phải là một cái vụ quá phức tạp về cái chứng cứ buộc tội. Và vụ này cho tới lúc trước khi đưa lên báo giữa các cơ quan tiến hành tố tụng của Bình Chánh chưa hề có cái tranh luận nào. Họ không nghi ngờ gì chứng cứ buộc tội, thậm chí là đã chuẩn bị mở phiên tòa rồi. Còn đối với ông Nguyễn Văn Tấn, bản thân ông không ngờ việc kinh doanh quán cà phê, bán phở lại có thể đẩy ông vướng vào vòng lao lý. Sao mà khởi tố kỳ quá, lý do gì là thành ra làm cho tinh thần tôi suy sụp nữa. Tất cả là làm cái chuyện tôi là suy sụp tinh thần mà đảo lộn gia đình, cuộc sống đảo lộn. Cũng tại buổi họp báo sáng nay, trả lời câu hỏi, Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều quán vi phạm như ông Tấn, tại sao không bị xử lý? Tướng Minh cho rằng, Công an không thể thống kê, phát hiện toàn bộ để xử lý. Do quán của ông Tấn nằm trước trụ sở Công an huyện Bình Chánh nên dễ phát hiện. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, sai phạm sẽ bị xử lý, sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy. Tuy nhiên xử thế nào thì còn có rất nhiều yếu tố để có thể đánh giá một vụ việc. Ngoài câu chuyện thấu tình đạt lý thì pháp luật còn phải công bằng với tất cả mọi người. Vì vậy rất khó để có thể chấp nhận việc chỉ vì quán cà phê gần đồn công an thì bị xử, còn xa đồn thì buông. Bình luận câu chuyện này thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ nối máy với luật sư Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa 13. Vâng, trước hết ông Trương Trọng Nghĩa bình luận như thế nào về khẳng định của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đó là việc xử lý hình sự ông Tấn là đủ cơ sở pháp lý và Công an huyện Bình Chánh đã không lạm quyền? Xin mời ông Nghĩa. Để kết luận đúng sai trong một vụ án hình sự đó thì sau khi công an khởi tố còn phải được viện kiểm sát truy tố, và cho dù viện kiểm sát đồng tình với cơ quan điều tra thì vụ án vẫn phải được tòa án xét xử. Và sau đó dù tòa án kết luận có tội, nhưng mà nếu có kháng cáo thì bản án chưa có hiệu lực, là vì nó có thể sai. Thậm chí bản án phúc thẩm có hiệu lực rồi vẫn có thể sai, có thể bị kháng nghị, bị giám đốc thẩm. Cho nên trong giai đoạn này, ý kiến của cơ quan công an cấp trên của Công an huyện Bình Chánh chỉ phản ánh quan điểm của cơ quan điều tra, là một trong ba cơ quan tiến hành tố tụng, mà đó lại là cái khâu đầu tiên của một vụ án hình sự. Vâng, như vậy tôi hiểu rằng là về mặt luật pháp mà nói thì nếu như ông Tấn kinh doanh mà không có giấy phép thì vẫn có thể dễ dàng bị khép vào tội kinh doanh trái phép. Tôi cho rằng là một cái hành vi nó có thể là vi phạm pháp luật, nhưng mà có thể kết tội hình sự hay không á thì nó còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố, và pháp luật cũng có nhiều cái hình thức, nhiều cái chế tài khác nhau, dân sự rồi hành chính rồi hình sự. Chứ không có nhất thiết là khi nào và lúc nào cũng có thể là khởi tố hình sự. Vâng, thưa ông Nghĩa, thì nhiều người cho rằng là trong vụ việc này thì ông Tấn có vẻ như là có lỗi nhiều hơn là có tội, không hiểu ông nghĩ sao? Tôi chưa có điều kiện tiếp cận toàn bộ hồ sơ của vụ án và đi sâu vào các cái chứng cứ, nhưng mà qua các thông tin ban đầu trên báo chí và qua ý kiến luật sư của ông Tấn, thì quan điểm của tôi là không cần thiết phải truy tố hình sự đối với ông Tấn. Và nếu hành vi của ông Tấn là chúng ta cần phải đình chỉ cái quán đấy, thì pháp luật có nhiều cái cách khác để đạt mục tiêu đó, mà không cần phải khởi tố hình sự đối với ông Tấn. Vâng, xin được cảm ơn ông Trương Trọng Nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, qua vụ việc hy hữu này thì người ta cũng có thể thấy là tội kinh doanh trái phép rất dễ bị lạm dụng để hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Rất may là kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì theo bộ luật hình sự mới, tất cả mọi công dân đều được quyền kinh doanh những gì mà luật pháp không cấm, và như vậy thì sẽ không còn tội kinh doanh trái phép nữa. Quay trở lại với vụ việc của ông chủ quán cà phê Xin Chào, khỏi phải nói sự bức xúc của những người có chuyên môn. Luật sư Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC nhìn nhận câu chuyện này như một hành động tùy tiện và nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư kinh doanh và hình ảnh của một thành phố. Nếu ông chủ quán cà phê Xin Chào có thể bị truy tố thì hàng triệu hộ kinh doanh cá thể trên đất nước này cũng có thể bị truy tố vào bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn, nó khiến những người kinh doanh run sợ trước các hành xử của chính quyền và làm tê liệt tinh thần khởi nghiệp vừa được nhen nhóm. Ông Đỗ Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế của VCCI bức xúc: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do gì, nguy cơ gì kinh khủng đến vậy khiến cơ quan công quyền ở đây phải liên tiếp và kiên quyết vào cuộc
thậm chí là tiến hành khởi tố hình sự. Chẳng lẽ việc người dân vay tiền, lăn lộn mở hàng quán, vừa tự nuôi mình, vừa phục vụ xã hội, đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước lại trở nên nguy hiểm như vậy sao? Vâng, thế còn bình luận của ông, thưa luật sư Trương Trọng Nghĩa, tôi nghĩ là có lẽ vụ việc này cần phải được nhìn nhận rộng hơn là khía cạnh luật pháp thông thường, thưa ông. Vâng, tôi thấy là trong lĩnh vực kinh tế, trong sản xuất kinh doanh đó, thì pháp luật, nhiệm vụ chính của pháp luật là tạo cái hành lang pháp lý để cái người dân thực hiện quyền tự do kinh doanh mà hiến pháp đã quy định. Chứ không phải là chúng ta nhằm để mà răn đe hay là để trừng phạt. Thì do đó khi mà xảy ra những hành vi vi phạm thì như tôi đã nói đó, pháp luật có rất nhiều biện pháp khác nhau để uốn nắn, để chấn chỉnh, thậm chí là để đình chỉ một cái hành vi sai trái mà không cần phải khởi tố hình sự. Bởi vì khởi tố hình sự là hình thức nặng nhất, và khi mà người ta đã bị khởi tố hình sự thì hậu quả đối với họ rất nặng nề. Chưa kể là nếu khởi tố sai thì hậu quả đối với cơ quan và đối với nhà nước cũng rất nặng nề, bởi vì nó sẽ làm cho người dân mất niềm tin vào cái môi trường kinh doanh của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trương Trọng Nghĩa đã trả lời chương trình vấn đề hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trước sự bức xúc của dư luận thì có lẽ câu chuyện quán cà phê kèm ăn sáng của ông Tấn đã vượt ra khỏi phạm vi địa lý của huyện Bình Chánh. Nó đã trở thành một hình ảnh đại diện cho cách hành xử của chính quyền tại nhiều địa phương đối với doanh nghiệp cũng như là người dân. Và ngày hôm nay, câu chuyện này đã đến tai Thủ tướng. Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông đã có ý kiến với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra việc xử lý hình sự ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê đối diện trụ sở công an huyện Bình Chánh, về hành vi kinh doanh trái phép. Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chung là phải bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện theo đề nghị của Thủ tướng. Theo ông Phong, đây là sai phạm rất nhỏ, nhưng cách xử lý của cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh đã tạo ảnh hưởng không tốt, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố. Và trong một động thái mới nhất vào trưa nay thì Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh cho biết đã trả hồ sơ truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về tội kinh doanh trái phép với lý do cần điều tra thêm một số tình tiết của vụ án.